Trong video tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách những bạn nào mà đang dùng điện thoại Android, các bạn có thể cập nhật cái giao diện mới nhất ở trên cái cửa hàng CS Play. Và các bạn, một cái cách nữa đó là các bạn có thể tắt cái tự động cập nhật ứng dụng ở trên cái cửa hàng CS Play. Bạn nào quan tâm cách này thì các bạn cùng tham khảo trong video này của mình nhé. Đầu tiên thì để cập nhật cái giao diện mới nhất ở trên cửa hàng CS Play, các bạn thực hiện cho mình như sau. Các bạn sẽ chọn vào cái phần biểu tượng cửa hàng CS Play ở trên điện thoại. Và đây sẽ là cái phần trong giao diện của phần cửa hàng CS Play. Và các bạn nhìn trên góc phải và các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng hình tròn, tức là cái biểu tượng là cái tài khoản của các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn vào cho mình. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhấn vào phần cài đặt nhé. Phần cài đặt này. Rồi tiếp tục. Trong mục cài đặt này, các bạn sẽ nhìn xuống phần cuối cùng có cái phần giới thiệu. Đó, các bạn chọn phần giới thiệu này. Đó, trong cái phần giới thiệu này các bạn lại tiếp tục mở cái phần giới thiệu xuống một chút nữa. Có cái phần là phiên bản cửa hàng Play. Đây, thì các bạn sẽ chọn cho mình là cập nhật cửa hàng Play. Đấy, các bạn sẽ click vào nhé. Đấy, các bạn chọn vào. Đấy, cửa hàng Google Play đã được cập nhật. Đấy, rồi, như vậy là cái phần tài khoản của các bạn đã được cập nhật. Cái phần cửa hàng giao diện mới nhất. Đấy, thì các bạn có thể thoát ra ở ngoài giao diện chính để các bạn có thể kiểm tra nhé. Tiếp theo này, về cái phần là tự động cập nhật ứng dụng ở trên cái phần cửa hàng Play. Vẫn ở trong mục cài đặt này, các bạn nhìn lên trên một chút có cái phần lựa chọn ưu tiên về mạng này, các bạn sẽ chọn vào. Thì trong cái phần này nó sẽ có hai cái phần nhỏ, đó là lựa chọn ưu tiên về cách tải ứng dụng này, tự động cập nhật ứng dụng. Đấy, các bạn sẽ chọn vào. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng trên cái phần thông tin trong giao diện của mình thì mình sẽ chọn là chỉ cập nhật qua Wi-Fi. Thì ở đây các bạn nào muốn tắt không cập nhật kể cả qua Wi-Fi hoặc là qua cái dữ liệu di động thì các bạn sẽ chọn là không tự động cập nhật ứng dụng nhé. Đấy. Khi các bạn chọn không tự động cập nhật ứng dụng này thì tất cả những cái phiên bản của các cái ứng dụng trong phần điện thoại của các bạn ấy nó sẽ không được tự động cập nhật. Nếu bạn đang cảm thấy cái ứng dụng đó dùng ổn định rồi thì các bạn không cần phải chọn tự động cập nhật nữa, mà các bạn khi nào có nhu cầu hoặc là các bạn muốn khắc phục một cái vấn đề nào đó thì các bạn mới cập nhật thôi. Như vậy là các bạn chọn như này là tắt rồi nhé. Đấy, các bạn sẽ trở ra này. Đấy, rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong hai cái nội dung, đó là cập nhật giao diện mới nhất cái cửa hàng CS Play và tắt tự động cập nhật cho ứng dụng trong cửa hàng CS Play trên điện thoại Android nhé. Các bạn có thể tham khảo cách này. Vậy là mình cũng vừa giới thiệu cho các bạn cách để các bạn có thể cập nhật giao diện mới nhất ở trên cửa hàng CS Play và các bạn có thể tắt được cái tính năng tự động cập nhật ứng dụng khi các bạn không có nhu cầu. Các bạn tham khảo video, thấy video hay nhớ like video. Và đầu tiên các bạn, những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, nhớ ủng hộ mình thêm nút đăng ký và bấm hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.